dọc nhẹ thôi. Lầm miếng nắp chai này. Đó. Xem đập nó ra. Dùng cái cây đinh này mình là đục hai cái lỗ, đục hai cái lỗ căng căng nha, căng nóng nha. Đục lỗ xa quá nè, lỗ xa quá nhìn gần nha. Nó gần gần thôi, nó quay nó mới được. Này nó không cần là nó không cần là nó không cần mà nó quay quay không ngon. Đục hai cái lỗ nhẹ. Thank you.
lên cho nó căng, căng hai cái lỗ lên đó. Rồi ok à, xong thử demo một cái nha, thử xong cái làm demo một cái thôi nó sao nha, có quay không nha, lấy xì dây này dây nha. Xỏ vô hai đầu, xỏ vô cái lỗ này, hai lỗ này. Cột đầu này lại. Cái dây này hơi ngắn rồi. Quay các bạn, thầy rất là ghê. Rồi ok, bây giờ rồi đó, nó chỉ cần kéo ra kéo vô, kéo ra kéo vô nó quay nè, nó quay từ từ ra nè, nó trò chơi này là tuổi thơ dữ dội của những thanh niên đời đầu 8x mới biết nha. Đó. Nghe nó hú nè. Rất là mạnh. Ui, cũng chay luôn. Ui, cũng chay luôn nè. Quay hơi ghê. Này đứt dây luôn. Cái dây này không ổn rồi. Dây luôn này sẽ ra một cái dây khác để vô để sợi dây này vô đó, sẽ nói vô, nói cái đầu dây vô, dây này chơi không bền nè. Cái này nó không hú, cái dây này nó bự quá nó không hú, cái dây để em kiếm cái dây mà cột bao gạo ấy mà, cột bao gạo á, cái dây đó nó mới hú nó ghê. Thì đây mới đầu mình vậy ha, sau mình sẽ quay cho nó sắn dây vô, mình mới giật thả. Có đã đó là quay nè, quay cho nó ra vô có đã không quay cái dây này ngắn quá đó, có đã hít ra hít vô đó, nó mới quay đều rồi đó, quay khá là mạnh luôn, cái tay mình cứ thái ra thái vô quay luôn á, đó cái này nè, đây là hơi ghê nè, thấy gần muốn mình sẽ lấy nét số quay ghê lắm đây, quay luôn này. Coi trò này rất là đơn giản, dễ làm, chỉ cần một cái nắp khoén, cái nắp chai nước ngọt, một sợi dây, một hai cái lỗ là ok đó, một cái nắp về thôi đó, một cái nắp cho mình ra đập ra như vậy đó, mình sẽ đập cái nắp ra. Hãy subscribe.
rồi mình sẽ kiếm một sợi dây càng chắc càng tốt. Dây là cái dây cước, gọi là dây không phải dây cước mà dây vậy mà nó cũng bị đứt đó, đó mình sọt vô cái lỗ nha là có thể chơi được. Đó. Cái trò chơi này nó vậy. Mình sẽ quay như vậy, quay rồi mình thả nhẹ, thả nhẹ. Nếu mình chưa đủ đà thì nó sẽ không quay. Đầu tiên là sẽ thả ra, thả ra như vậy, sẽ quay cho nó quấn sợi dây vô, mình thả nhẹ nè, đó, thả nhẹ, đó, là nó quay. Cục kỹ thuật không? Kỹ thuật nó mới quay được nè, rồi quay nó xiết sợi dây là nó quay nè. Rất là ghê, rất là mạnh luôn, nghe nó hú nè, quay rất là nhanh tốc độ. Hai tay mình cứ kéo ra tháo vô thôi, kéo ra tháo vô là nó quay rồi. Cho nó cắt thử cái gì đó. Thử đó. 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 Không? Cái này cắt cái gì mềm mềm thôi, cắt cứng quá là cắt không được. Cắt nó. À, mình sẽ chỉnh cái này, chân mình chỉnh lại. Rồi nó mất đà, mất đà không quay được. Đà không quay, chỉnh cái chân lại đó. Đó, rất là ghê. Thì ghê lắm đó nha. Nè. Cứ cây cắt bét luôn hả? Mạnh lắm chứ không phải giỡn đâu. Đứt à. Này. Giờ mình lắc như vậy. Rồi thả ra nhẹ nhẹ. Đó, thả ra nhẹ nhẹ. Đó, mình nếu mà mình không thả đúng cái chớn của nó là nó không quay được. Thả phải đúng chớn, có chớn mình thả ra nó quay được. Đó, đó nhiều người cũng khó chơi được cái này, chúng ta quay được đó. Mình nhuyễn nhuyễn nó có chớn rồi, nó có chớn là nó mới quay được. Đơn giản nhẹ nhàng tháo ra tháo vô nó quay du quay rất là ghê luôn. Đó, đó thấy không, đây là cái chớn quay rất là ghê. Rồi du rồi đó, trò chơi dễ làm dễ thực hiện cho anh em nhỏ chơi đó. Chỉ cần nó hít vô nó quay nhẹ nè, quay nhẹ vô mình coi nó, mình coi nó hít sợi dây vô này, kéo ra hít sợi dây vô, kéo ra nó hít sợi dây, quấn sợi dây lại kéo nhẹ ra, hít vô kéo nhẹ ra, cánh hít vô nhẹ, cánh hít vô nhẹ, vô cánh hít vô kéo nha, vô kéo ra, hít vô ra đó. Đây, hao trò chơi cũng rất là hay, thú vị đó. Trò này nè cũng chơi lâu lắm rồi, giờ có con làm cho con chơi này. Này. Rồi. Mình sẽ làm mấy cái từ nó khuấy này. Đập cái nắp này ra đục hai cái lỗ rồi xong chơi thôi.
video ở đây là kết thúc rồi ha. Làm được ha. Chơi chơi.